Cây đang xâm tên khoa học là Sanphyr mantiohyia bang, thuộc họ Homolamiaceae, Labiatae, hay còn có tên gọi khác là huyết sâm, tích sâm, huyết căn. Người ta vẫn thường biết đến cây đang sâm là một trong những loại thảo dược có nhiều tác dụng và công dụng cho con người, đặc biệt phải kể đến đó là dược liệu quý chữa những chứng bệnh về tim và máu. Đặc điểm cây đang sâm dễ nhận biết vì đó là cây lâu năm cao tầm 30-80 cm, toàn thân mang lông ngắn màu vàng trắng nhạt. Đang sâm là cây thuốc nhập nội, ưa khí hậu nóng và ẩm, được trồng chủ yếu ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đặc điểm nhận dạng lá, lá kép, mọc đối, 3-5 lá chét, đặc biệt có thể có 7. Lá chét chữa thường lớn hơn cả. Lá kép có cuốn dài, cuốn lá chét ngắn có chìa. Lá chét dài 2-7,5 cm, rộng 0,8-5 cm. Mép lá chét có răng cưa tù. Mặt trên lá chét màu xanh, có các lông mềm màu trắng, mặt dưới màu xanh tro, cũng có lông nhưng dài hơn. Cân nổi ở mặt dưới, chi phiến lá chét thành múi nhỏ. Thân vuông trên có các cân chọc, toàn thân mang lông ngắn màu vàng trắng nhạt. Rễ nhỏ dài hình trụ, đường kính 0-1,5 cm, màu đỏ nâu hoa, cụm hoa mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá, chùm hoa dài 10-20 cm. Hoa mọc vòng, mỗi vòng 3-10 hoa, thường là 5 hoa. Hoa có tràng màu xanh tím nhạt, hai môi, môi trên trong nghiêng hình lưỡi liềm, môi dưới xẻ ba thùy, thùy giữa có răng cưa tròn, hai nhị ở môi dưới, bầu có vòi dài lòi ra ở môi trên. Quả nhỏ, dài 3 mm, rộng L5 mm. Mùa hoa từ tháng 5 đến tháng 8 đảo mùa quả tháng 6 đến 9. Một phần sử dụng rễ, củ đang xâm. Xem thêm, kỹ thuật trồng cây đang xâm. Tác dụng của đang xâm: hỗ trợ giảm rối loạn tuần hoàn máu, làm giãn các động mạch, tĩnh mạch nhỏ, tăng tuần hoàn vi mạch, làm giảm nhồi máu cơ tim cấp tính, phạm vi vùng thiếu máu giảm đáng kể hoặc mất đi hoàn toàn, làm chất dẫn giúp ổn định màng hồng cầu, tăng sức đề kháng của hồng cầu, phòng tránh tình trạng tan máu, giúp hồng cầu tăng khả năng kéo giãn và phục hồi hình dạng nhanh hơn so với những người không dùng đang xâm. Ức chế sự kết hợp tiểu cầu, chống huyết khối nhờ hoạt chất Myiron và Sanvinon, tốt cho tim mạch, bảo vệ cơ tim chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do có hại cho cơ thể. Đang xâm có tác dụng làm lưu thông máu, chống lại quá trình oxy hóa, góp phần hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh liệt dương ở nam giới, giúp máu lưu thông đến dương vật đều hơn và nhanh hơn. Xem thêm, công dụng và cách dùng của đang xâm. Một số hình ảnh cây đang xâm khi được ươm giống: cận cảnh lá, đang xâm nụ, hoa cây đang xâm, thân cây đang xâm, rễ cây đang xâm. Trên đây là một số hình ảnh dễ nhận biết về cây đang xâm. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.